sao những khán giả của bóng chuyền Việt Nam. Tuần qua, Thanh Thúy và các đồng đội đã quay trở lại với nhịp sôi động của V-League sau một tuần nghỉ ngơi. Cùng với đó, giải cúp bóng chuyền Hoa Lư Bình Điền đã đi đến hồi kết với chức vô địch xứng đáng. Ngoài ra, còn những bản hợp đồng chuyển nhượng và thương vụ thanh lý của chuyền hai Nguyễn Thị Thủy vẫn chưa đi đến hồi kết. Sau gần một tuần tranh tài với những trận đấu sôi động và hấp dẫn, giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 đã tìm ra nhà vô địch, đó là đội Nam Ninh Bình Liên Việt Postbank và nữ Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. Sau gần một tuần thi đấu, giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 đã khép lại với chức vô địch lần thứ 6 liên tiếp cho đội chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank ở nội dung nam và Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng trở thành tân vô địch ở nội dung nữ. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán khi hai đội bóng đều được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vương ở giải đấu năm nay. Là giải đấu quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh ở cả nội dung nam và nữ, Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 chứng kiến nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn cao với những cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn như trận bán kết giữa Bộ Tư lệnh Thông tin với VTV Bình Điền Long An hay trận hạng 3 giữa Bộ Tư lệnh Thông tin với Ninh Bình Liên Việt Postbank. Trận chung kết nữ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 là cuộc tái đấu giữa Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng và VTV Bình Điền Long An. Ở trận đấu mở màn đó, các cô gái VTV Bình Điền Long An đã phải nhận thất bại 0-3 một cách nhanh chóng và bạc nhược. Trước khi bước vào trận chung kết, Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng có một phong độ ổn định với chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Ninh Bình Liên Việt Postbank. Ngược lại, VTV Bình Điền Long An đã có một trận bán kết kéo dài 5 set đấu với Bộ Tư lệnh Thông tin. Có lẽ điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Bước vào trận đấu, các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình bằng những pha tấn công uy lực đến từ Tú Linh, Hồng Ngát hay Bích Thủy. Ngoài ra, những pha phát bóng của Lý Luyến cũng có sự chính xác cao, đem về những điểm số quan trọng cho đội bóng này. Trong trận đấu này, những pha tấn công của Kim Thanh và Trà My dường như đã bị hóa giải bởi hàng chắn của đối thủ. Những pha tấn công của VTV Bình Điền Long An không còn được sắc bén, cùng với đó, khâu đỡ bước một cũng kém hiệu quả. Trận đấu chung kết tưởng chừng sẽ diễn ra kịch tính và giằng co, thế nhưng lại diễn ra một cách chóng vánh sau 3 set đấu. Thầy trò huấn luyện viên Vanachote đã giành chiến thắng 3-0, 25-21, 25-16 và 25-17. Chiến thắng dễ dàng này giúp Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng chốt ngôi vô địch của VTV Bình Điền Long An. Đây là chức vô địch đầu tiên của đội bóng này ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu tranh hạng 3 trước đó, Ninh Bình Liên Việt Postbank đã đòi lại được món nợ trước Bộ Tư lệnh Thông tin, giành chiến thắng 3-2. Chiến thắng này giúp đội chủ nhà giành hạng 3 chung cuộc, còn Bộ Tư lệnh Thông tin xếp hạng 4. Trận đấu cuối cùng Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 cũng là trận chung kết nam giữa Ninh Bình Liên Việt Postbank và Biên Phòng. Cuộc chạm trán được chờ đợi sẽ cân tài cân sức khi cả hai đội bóng đều có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Quả thực những cầu thủ trên đã cống hiến cho người hâm mộ cuộc rượt đuổi kịch tính từ những phút đầu tiên. Nếu như Biên Phòng sở hữu hai tay ghi điểm xuất sắc là Ngọc Thuân và Văn Hiệp, thì đội chủ nhà với niềm cảm hứng từ Gia Văn Đức chơi có phần đa dạng hơn khi Vasilenko, Cú Văn Hoàn, Quang Khơi, Thanh Hải, Thanh Tùng hay Quản Trọng Nghĩa đều được chuyển hai đội trưởng phân phát bóng khá đều. Cho tới giữa set 1, khoảng cách điểm chưa bao giờ lên tới con số 2. Tuy nhiên, dấu ấn của ngoại binh lúc này mới được thể hiện. Vasilenko với một tình huống đập bay chắn và một điểm block thành công đã giúp Ninh Bình Liên Việt Postbank tạo ra khoảng cách 3 điểm. Đội chủ nhà đứng trước 3 set point trong set đấu đầu tiên, thế nhưng Biên Phòng cũng chứng minh vì sao họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Những tình huống đập như sấm sét của Ngọc Thuân đã giúp đội bóng áo lính cứu thành công 3 set point. Tuy nhiên, một pha phát bóng lỗi ngay sau đó cũng thêm tình huống đập bóng của Vasilenko đã mang về chiến thắng 26-24 cho đội chủ nhà. Kịch bản set 2 và 3 cũng diễn ra tương tự khi hai đội liên tục giằng co điểm số tới giai đoạn nước rút mỗi set đấu. Tuy nhiên, Ninh Bình Liên Việt Postbank vẫn thể hiện sự đồng đều hơn cả. Cùng với đó, Biên Phòng cũng phải tự trách mình khi họ mắc rất nhiều lỗi phát bóng hỏng cho trận đấu này. Chung cuộc, Ninh Bình Liên Việt Postbank giành chiến thắng 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 26-24, 25-19 và 25-22, qua đó giành chức vô địch lần thứ 6 liên tiếp. Đây là thành tích mà chưa từng có đội bóng nào làm được. Thành tích này giúp huấn luyện viên Bùi Trung Thảo và các học trò thêm tự tin trước khi bước vào vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra trong ít tuần tới. Họ đang là đương kim vô địch 2 mùa liên tiếp, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người, đội bóng đất cố đô rất khát khao giành được cú ăn 3 lịch sử. Sau 2 tuần nghỉ ngơi, Thanh Thúy và các đồng đội đã quay trở lại với V-League. Và ở tuần đấu vừa qua thì Thanh Thúy cùng với Pep Upluckas đã liên tiếp có 2 trận thất bại. Sau 2 tuần nghỉ ngơi, vào ngày thứ 7, PFU Upluckas bước vào tuần thi đấu hứa hẹn gay cấn khi họ làm khách trên sân của Toyota Autobody. Dù đối thủ xếp trên 3 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng thực tế, cả Upluckas và Toyota Autobody đều có phong độ rất thất thường ở mùa giải năm nay. Ở set đấu đầu tiên, Toyota Autobody nhập cuộc tốt hơn và liên tiếp ghi điểm để vươn lên dẫn trước.
Những cú chắn bóng và ra bóng không chạm của Sugihara giúp đội chủ nhà mở rộng khoảng cách dẫn trước. Dù PFU Blue Cats đã có những thời điểm rút ngắn ở tỷ số, nhưng họ vẫn chấp nhận thất bại 22-25. Trong set thứ hai, Toyota Autobody dẫn trước với các cú giao bóng của Yamagami và Shuta. Sau đó, những tình huống tấn công của Sugihara và Daniel Catino đã khiến khoảng cách dẫn trước càng bị nới rộng hơn. PFU trả đòn bằng những pha giao bóng và dứt điểm tốt hơn với tâm điểm là Acosta và Nabetani. Còn át chủ bài của đội khách Natabe Yurie, một trận đấu bùng nổ nhưng vẫn không đủ để ngăn cản khả năng ghi điểm của Toyota Autobody, qua đó chấp nhận thất bại 21-25. Sang set 3, PFU có sự thay đổi lớn về đội hình. Họ bẻ ra bóng của đối thủ ngay từ đầu của Acosta và ghi 6 điểm liên tiếp để vượt lên dẫn trước. Toyota Autobody thế chỗ của Hataya và cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng PFU đã bắt kịp đà và những tình huống bước một tốt của Hayashi hay Nabetani đã khiến Jin và Vandes có cơ hội tấn công ghi thêm điểm, qua đó giành lại một set thắng 25-20. Với tinh thần thoải mái, PFU đã sẵn sàng cho cuộc lội ngược dòng khi chơi ngang ngửa, thậm chí vượt lên dẫn trước 22-20. Tuy nhiên, đội khách với sự xuất sắc của ngoại binh Daniel Catino và Sagihara Hitana vẫn có thể san bằng tỷ số 25-25. PFU chỉ có thể tự trách mình khi ở tình huống phát bóng của số 11 Horiguchi Ayaka rút lưới, sau đó là tình huống bước một lỗi khiến đội khách chấp nhận thất bại 25-27. Trong cuộc, PFU Blue Cats chấp nhận thất bại 1-3 với tỷ số các set lần lượt là 22-25, 21-25, 25-20 và 25-27. Khép lại trận đấu, các cô gái áo hồng không giấu nổi sự thất vọng. Họ đã rất gần cơ hội đưa trận đấu vào set 5 và hoàn toàn có khả năng tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Sang đến chủ nhật, PFU Blue Cats bước vào trận đấu tiếp theo tuần này gặp đối thủ NEC Rockets. Đây được coi là thử thách lớn hơn với Thanh Thúy và các đồng đội khi tên lửa đỏ đang là đội bóng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong set đấu đầu tiên của đội chủ nhà với niềm cảm hứng từ Yamauchi và Furuya liên tục vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi khoảng cách là 18-14, PFU Blue Cats đã giải quyết được bài toán khoảng cách điểm và những pha phát bóng đầy uy lực của Thanh Thúy. Cũng chính ngoại binh người Việt Nam đã cứu thành công một điểm set point cho PFU Blue Cats, nhưng giống như trận đấu hôm qua, mèo xanh lại tiếp tục tự bắn vào chân mình với tình huống phát bóng rút lưới rất đáng tiếc của Roslandi Acosta, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 23-25. Mọi thứ nhanh chóng tệ hơn trong set đấu thứ hai khi những pha giao bóng của Misaki Mayauchi khiến các cầu thủ PFU Blue Cats dường như bất lực. Có thời điểm, NEC Rockets ghi tới 6 điểm liên tiếp khiến khoảng cách trở nên rất xa, biến set 2 trở thành thảm họa với các cô gái áo trắng khi họ chấp nhận thất bại với tỷ số 10-25. Dù đã kịp sốc lại tinh thần trong set 3, nhưng kịch bản cũng không khả quan hơn cho PFU Blue Cats. Họ vẫn bị đối thủ duy trì khoảng cách từ 4 điểm trở lên. Những mũi tấn công không vượt qua được rào chắn đối thủ, qua đó chấp nhận thất bại 0-3 với các tỷ số các set lần lượt là 23-25, 10-25 và 20-25. Nên tiếp tục là một trận đấu đáng thất vọng của PFU Blue Cats, không cầu thủ nào ghi hơn 9 điểm. Điểm yếu phòng ngự lẫn tấn công đều lộ rõ, qua đó khiến họ phải dậm chân ở vị trí thứ 9, trong khi NEC Rockets đã vươn lên đứng thứ 4. Tuần sau, PFU Blue Cats tiếp tục hành trình làm khách của mình với trận đấu Rivale Astemo và Denso Aribe. Đây là những đội bóng xếp lần lượt ngay trên mèo xanh. Việc giành chiến thắng một trận có thể giúp Blue Cats vươn lên vị trí thứ 8, nhưng với phong độ hiện tại của họ, rõ ràng không dễ để đó trở thành sự thật. Những lùm xùm về thương vụ chuyển nhượng Nguyễn Thị Thủy từ Glesinko Thái Bình sang Hóa chất Đức Giang Tia Sáng vẫn chưa đi đến hồi kết và vụ drama này đã khiến cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải vào cuộc. Thêm một thương vụ chuyển nhượng gây tranh cãi của bóng chuyền Việt Nam nổ ra, đó là trường hợp của chuyền hài Nguyễn Thị Thủy. Sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với Glesinko Thái Bình, vận động viên sinh năm 1992 đã mang trên mình màu áo của Hóa chất Đức Giang. Tuy nhiên, phía đội bóng quê lúa khẳng định hợp đồng giữa họ và Nguyễn Thị Thủy vẫn còn hiệu lực. Việc cô chia tay đội bóng và chuyển sang tập luyện cùng Hóa chất Đức Giang Tia Sáng là trái quy định. Tất cả tạo nên cuộc tranh cãi khiến cho Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phải vào cuộc. Tổng thư ký Liên đoàn Việt Nam ông Lê Chí Trường cho biết, phía Liên đoàn đã hẹn ba bên làm việc, đó là Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, Glesinko Thái Bình và chuyền hài Nguyễn Thị Thủy nhằm lắng nghe nguyện vọng giữa các bên và tháo gỡ nút thắt. Trong sáng ngày 21 tháng 2 tại văn phòng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đại diện câu lạc bộ Glesinko Thái Bình, đại diện câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng cùng với vận động viên Nguyễn Thị Thủy nhằm lắng nghe nguyện vọng giữa các bên và tháo gỡ nút thắt. Phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết, hợp đồng mà chuyền hai Nguyễn Thị Thủy ký với Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao tỉnh Thái Bình là hợp đồng đào tạo và sử dụng vận động viên, được ký kết vào năm 2008. Khi ấy thì Nguyễn Thủy đang 16 tuổi và chưa đủ tuổi lao động. Tức là hợp đồng được ký vào ngày 1 tháng 10 năm 2008 là hợp đồng đào tạo trẻ. Thời gian đào tạo không xác định thời hạn và thời gian sử dụng là lâu dài.
Theo quy định, quy chế của Liên đoàn, nếu vận động viên ký hợp đồng khi dưới 18 tuổi thì được coi là hợp đồng đào tạo, trên 18 tuổi là ký hợp đồng lao động, khi đó sẽ được phép chuyển nhượng. Nếu trong trường hợp tên hợp đồng không có từ lao động, nhưng lại trong đó có sự ràng buộc về quản lý, ràng buộc về sự trả công cũng có thể coi là hợp đồng lao động. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không coi bản hợp đồng đào tạo và sử dụng vận động viên giữa Nguyễn Thị Thủy và câu lạc bộ Thái Bình là hợp đồng lao động và coi đó là hợp đồng đào tạo và thời hạn của hợp đồng chỉ trong khoảng 5 năm đối với vận động viên nữ. Theo điều 6 chương 2 quy chế chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành, sau khi vận động viên ký hợp đồng với câu lạc bộ đã đào tạo và phải thi đấu cho câu lạc bộ đó trong vòng thời gian 5 năm thì vận động viên mới được quyền chuyển nhượng từ trường hợp tất cả các bên có thỏa thuận khác. Nếu coi hợp đồng đào tạo và sử dụng vận động viên của Thái Bình là hợp đồng lao động thì bản hợp đồng lao động này vô thời hạn. Theo khoản 1 điều 35 của Luật Lao động 2019, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước cho đơn vị sử dụng lao động ít nhất là 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng và ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động dưới 12 tháng. Riêng một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước sẽ thực hiện theo đúng quy định của chính phủ. Hiện tại thì Liên đoàn đang yêu cầu cá nhân vận động viên Nguyễn Thị Thủy và gia đình sẽ làm việc thêm với phía Thái Bình. Liên đoàn sẽ có hướng xử lý theo đúng quy định nếu như hai bên không đưa ra được thống nhất. Theo điều 12 chương 3 quy chế chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền, thì trường hợp vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp pháp mà câu lạc bộ chủ quản không chấp nhận thì sau 6 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết vụ việc của vận động viên, Liên đoàn sẽ xem xét giải quyết cho vận động viên được tiếp tục thi đấu. Tại buổi làm việc sáng nay, Nguyễn Thị Thủy đã đưa ra thông tin viết đơn xin nghỉ từ tháng 8 năm 2022 và tính đến thời điểm này đã hơn 45 ngày như trong quy định. Và theo quy chế của Liên đoàn, thì truyền hai sinh năm 1992 này đang là vận động viên tự do. Việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam vào cuộc được cho là rất cần thiết khi các bên không thể tìm kiếm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp đầu tiên những rắc rối chuyển nhượng xảy ra. Điều đó cho thấy Liên đoàn cần phải xây dựng quy chế chuyển nhượng chặt chẽ và rõ ràng nhằm tránh những tranh cãi trong tương lai. Trước đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xây dựng quy chế chuyển nhượng cầu thủ Việt Nam từ năm 2010. Tuy nhiên, đã 13 năm trôi qua và với rất nhiều trường hợp tranh cãi cũng như sự xuất hiện thêm của các cầu thủ ngoại binh thì việc thay đổi và cải tiến các quy định là rất cần thiết. Ở cấp độ đội tuyển, sau khi kết thúc Cúp Hùng Vương, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ triệu tập 18 cầu thủ lên tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 32. Ở mùa giải 2023, hai đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam sẽ khá bận rộn, đặc biệt là với đội tuyển nữ. Các cô gái của đội tuyển nữ sẽ có một lịch trình dày đặc, mở đầu với giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền châu Á 2023 từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 4 và SEA Games 32 diễn ra vào đầu tháng 5. Để chuẩn bị cho các giải đấu sắp diễn ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 4 tới đây. Sau khi kết thúc giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, ban huấn luyện sẽ công bố danh sách 18 vận động viên lên tập trung đội tuyển, sau đó loại 4 vận động viên và đưa ra danh sách chính thức tham dự giải đấu. Trước khi bước vào SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để tập luyện do bộ môn bóng chuyền trong nhà sẽ bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 5. Tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần này, mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ và bóng chuyền nam sẽ là bảo vệ hai tấm huy chương bạc đã giành được hồi tháng 5 năm 2022 vừa qua. Trước mắt ở SEA Games 32, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ quyết định lựa chọn huấn luyện viên nội do thời gian còn khá ít. Sau khi kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023, Liên đoàn sẽ công bố ban huấn luyện của hai đội tuyển nam và nữ. Có thể thấy, trước khi bước vào SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền châu Á. Về phía đội tuyển nam, sẽ không có giải đấu quốc tế nào để thi đấu và cọ sát. Ở giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền châu Á, do câu lạc bộ Gelesimco Thái Bình xin rút lui không tham dự, do đó Việt Nam sẽ chỉ có một đại diện, đó là đội tuyển bóng chuyền nữ. Sau khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023 kết thúc, 4 đội bóng nhất nhì mỗi bảng sẽ tham dự Cúp Hùng Vương diễn ra vào cuối tháng 3 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Cúp Hùng Vương là giải thi đấu bóng chuyền thường niên trong hệ thống các giải bóng chuyền Việt Nam dành cho câu lạc bộ bóng chuyền tham dự giải vô địch bóng chuyền Việt Nam có thành tích tốt nhất. Giải do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức từ năm 2004. Năm 2020, giải đấu không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia bị lùi lịch xuống tháng 6. Năm 2021, đây được xác định sẽ là giải đấu thứ 3 trong năm của bóng chuyền Việt Nam sau Cúp Hoa Lư Bình Điền và vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Đến năm 2022, do dồn thời gian cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 nên giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương không được tổ chức. Như vậy,
Năm nay, giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, sau đó sẽ là đợt tập trung hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ chuẩn bị cho SEA Games 32 và các giải đấu quốc tế. Ở nội dung nữ, VTV Bình Điền Long An là đội đang giữ chức vô địch. Đội bóng miền Tây đã bảo vệ thành công chức vô địch họ giành được năm 2019. Năm 2020, giải không được tổ chức do ảnh hưởng của Covid-19. Với chức vô địch này, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Thái Bình là đội bóng thứ 3 có hat trick vô địch giải đấu qua các năm 2018, 2019 và 2021. Ở nội dung nam, Sàn Ép Khánh Hòa lên ngôi để thuyết phục sau chiến thắng có phần khá dễ dàng trước Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết Cúp Hùng Vương 2021. Năm 2023 này, giải bóng chuyền ASEAN Grand Prix sẽ được đổi tên thành CV League. Việt Nam sẽ trở thành chủ nhà ở một vòng đấu của nội dung nữ. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, Hiệp hội bóng chuyền Đông Nam Á SAVA đã tổ chức cuộc họp thường niên tại Bangkok để xem xét và thảo luận một số vấn đề chính, bao gồm xác nhận các hoạt động trong khu vực năm 2023. Cuộc họp cũng công nhận việc xác nhận các khu vực hoạt động trong 2023 phù hợp với lịch thi đấu của SAVA đã được ban hành theo lịch thi đấu của AVC và FIVB. Đã có 19 sự kiện FIVB, AVC và SAVA sẽ được tổ chức tại khu vực SAVA vào năm 2023. Trong cuộc họp, chủ đề quan trọng về thông tin cuối cùng của ASEAN Grand Prix lần thứ 3 đã được nêu ra để xem xét và thảo luận thêm. Cuộc họp đã quyết định rằng vì một số lý do tích cực, tên giải đấu ASEAN Grand Prix sẽ được đổi thành CV League. Liên quan đến mùa giải thứ 3 của CV League trước đây là ASEAN Grand Prix, Indonesia và Philippines sẽ đăng cai tổ chức nội dung nam, trong khi nội dung nữ sẽ do Việt Nam và Thái Lan đăng cai. Giải đấu sẽ khai mạc ở Indonesia với nội dung nam từ ngày 21 đến 23 tháng 7, tiếp theo là lượt về ở Philippines từ ngày 28 đến 30 tháng 7. Việt Nam sẽ tổ chức lượt đi của nội dung nữ từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 và Thái Lan đăng cai tổ chức trận lượt về diễn ra vào ngày từ 11 đến 13 tháng 8. CV League là một chuỗi các giải đấu bóng chuyền nữ quốc tế trong khu vực Đông Nam Á, có sự tham gia của 4 đội tuyển mạnh nhất khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia. Năm nay giải đấu có thêm nội dung dành cho nam. Và phần tin ngắn về giải CV League đã khép lại số tạp chí bóng chuyền tuần này. Phần sau, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào những diễn biến hấp dẫn của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau 7 ngày nữa.